Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ 30 phút của ngày 13 tháng 10 năm 2021. Trong clip này là một clip liên quan tới nội chính. Nó liên quan tới một doanh nhân và một quyết định mới nhất của chính phủ. Với những người mà thức khuya thì tối qua đã nhận được một cái thông báo phải nói rằng là rất là tuyệt vời của chính phủ. Và những người mà sáng ra mở mắt dậy cũng cảm thấy vui mừng không kém, bởi vì tất cả những rào cản gần như đã được gỡ bỏ bởi một cái thông báo mới nhất của chính phủ là như thế này. Đây là thông báo mới nhất của chính phủ. Đó là các tỉnh, thành phố tạm thời không được áp dụng chỉ thị 15, 16 và 19. Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu quả dịch COVID-19 thì vừa được chính phủ ban hành và nêu rõ Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh tạm thời không áp dụng các quy định nghị quyết 86 chỉ thị 15, 16, 19 và quyết định 2686. Và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành nghị quyết của chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời này, và nghị quyết nêu rõ các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Và quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, gọi tắt là quy định nêu rõ Tổ chức Y tế Thế giới là WHO, các nhà khoa học và các quốc gia nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023. Có thể xuất hiện các chủng virus mới nguy hiểm hơn, làm cho dịch diễn biến phức tạp và khó lường. Tuy nhiên, việc bao phủ vaccine có thuốc điều trị sẽ giúp giảm số ca nặng này, tử vong và giảm tỷ lệ mắc. Do vậy, có nhiều quốc gia thay đổi chiến lược ứng phó dịch bệnh từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang là sống chung an toàn với dịch bệnh. Và đối với Việt Nam thì một số kinh nghiệm như vậy. Và thực tế tình hình, ý kiến phân tích của các nhà khoa học, chuyên gia, ý kiến địa phương thì ban chỉ đạo quốc gia và phòng chống dịch COVID, chính phủ xác định mục tiêu là công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng và vân vân. Nhưng mà bên cạnh đó thì có phải khôi phục và phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo an sinh, trật tự, an toàn xã hội, để chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Từ đó chính phủ đã ban hành quy định này. Và mục tiêu của quy định này là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, vân vân, để đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể và phấn đấu trong năm 2021. Đây là một quy định được xây dựng là dựa trên này. Các bác có thể thấy rằng là ở đó có cả 4 cấp độ dịch nữa, rất cụ thể. Và địa phương thì phải thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm cách ly, vân vân. Đó là một quy định mà các bác có thể tìm thấy ở trên bất cứ một tờ báo nào trong sáng ngày hôm nay. Thế thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Một câu chuyện nó ngoài lề, nó gọi rằng là có một chút gì đấy mà tôi tin rằng các kênh khác không có được. Thứ nhất, tôi xin chia sẻ với các bác, đó là một vị doanh nhân tôi đã thi thoảng tôi đưa lên kênh của mình. Đó là, thôi hôm nay tôi cũng tạm nói tên, nhưng mà chắc các bác nào mà theo dõi kênh Trang Trang TV thì các bác chắc chắn sẽ biết là vị doanh nhân Việt Kiều Canada, với tấm lòng yêu nước nồng nàn và lúc nào cũng đau đáu về đất nước, thì anh đấy đã có rất nhiều bài viết và đến cả mấy chục bài ở trên tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận của Đảng, cũng như là báo Nhân dân. Đó. Thì có rất nhiều bài viết như vậy, và trên Facebook của anh cách đây phải đến khoảng tầm hơn một tháng thì anh cũng đã nói và chia sẻ với tôi, có gửi link cho tôi cái bài viết đó, và nói rằng trong bài viết đó nói rằng là chính phủ cần phải dẹp ngay những cái nghị định liên quan tới 15, 16, 19 vân vân, và ban hành một cái nghị định mới để thay thế tất cả những nghị định như trên. Bởi vì các tỉnh, anh đã nhìn ra được rằng là các tỉnh là vẫn cục bộ, cắt cứ, pháo đài, nhưng mà như lô cốt vậy. Và các bác có thể thấy là di chuyển khắp nơi, tất cả mọi thứ là không ổn.
Nhiều bác sẽ nghĩ rằng là doanh nghiệp của anh đấy là doanh nhân, anh ấy nghĩ kiểu như vậy, nhưng không phải. Để anh được lợi nhất, nhưng không phải. Doanh nghiệp của anh ảnh hưởng rất ít trong đại dịch và anh vẫn sống đều, sống ổn. Nhưng anh thấy rằng là đất nước cần phải phát triển, đất nước cần phải giao thương, đất nước cần phải đi lại, thì cần phải thích ứng mới từ rất sớm chứ không phải là không. Và để làm được cái điều này thì anh ấy không ngại ngần gửi tất cả những cái tin nhắn tới những lãnh đạo cấp cao như là thủ tướng hay là trưởng ban tổ chức trung ương hay là một loạt các lãnh đạo khác, thì báo cáo các bác là đưa lên như vậy. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là vừa rồi các tỉnh là cũng cắt cứ địa phương đúng không ạ, và ngay cả thủ đô Hà Nội cũng vậy, trong khi rằng thủ tướng yêu cầu nhưng mà ở dưới vẫn gọi rằng là im như thóc. Từ cái việc mà đi đi lại hàng không cho đến là giấy đi đường rồi là xét nghiệm các kiểu, các chi phí nó đè nặng lên người dân, là người dân cảm thấy rằng là rất khó sống ở trong cái thời điểm hiện nay. Đó là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở trong cái thời gian vừa rồi. Qua đó chúng ta có thể thấy rõ ràng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa rồi cũng đã nói rất nhiều ở trong các hội nghị, và có nói rằng là lắng nghe rồi là tập trung dân chủ để mà làm. Nhưng đến tận bây giờ hôm nay chúng ta mới nhận được cái quyết định này. Thứ nhất, để các bác có thể thấy rằng là để ra được quyết định này không dễ, nó đòi hỏi một những người dũng cảm, những người thật sự dũng cảm. Họ đã liên tục để mà chúng ta có thể nói từ lobby cũng được, nhắn tin các thứ nữa, nhưng với một cái động cơ hoàn toàn trong sáng đó, để mà chính phủ có thể là mạnh dạn hơn trong việc quyết định. Thứ hai nữa, chúng ta có thể thấy rằng là vừa rồi thì nói về trung ương, có nói về dám nghĩ dám làm, bảo vệ những cán bộ dám định nghĩ dám làm, thì tôi cho rằng đây là một quyết định dám nghĩ dám làm. Bởi vì kiểu gì cũng rất nhiều kẻ sẽ nói và gièm pha thủ tướng, và ngay cả một vài tỉnh nữa sau khi quyết định, sau khi áp dụng những cái như thế này thì bắt đầu nảy sinh những ca nhiễm, bắt đầu là nảy sinh một số ca tử vong vân vân, thì người ta sẽ quy cho thủ tướng trách nhiệm về như thế. Nhưng không thể quy như thế được, bởi vì chúng ta thấy rằng là tất cả các quốc gia trên thế giới đều như vậy, và người ta thích ứng để sống chung an toàn với cả dịch bệnh, chứ để mà thành zero F0 thì rất khó có thể làm được. Và đất nước chúng ta không giống như nhiều đất nước khác đó. Cho nên quyết định này của thủ tướng phải nói rằng là một quyết định cực kỳ dũng cảm. Chắc chắn nhiều người kể cả trong và ngoài chính quyền người ta cũng sẽ có một cái ý kiến khác, và người ta nhiều khi sẽ lợi dụng cái cơ hội này khi một cái điều gì đó bất thường xảy ra. Nhưng mà tôi là cái người mà cũng biết về một chút thì tôi có cả cảm giác như thế này, thì các bác nhé, thủ tướng cũng biết thừa những cái điều như thế, nhưng nếu không làm như vậy thì đất nước không thể phát triển. Chúng ta như một câu nói ngay từ đầu, nếu mà không phát triển kinh tế chúng ta lấy tiền đâu ra mà chống dịch, đúng không ạ? Đó. Và nếu mà chỉ một vài ca nhiễm mà chúng ta phong tỏa cả thành phố, cả tỉnh thành, thì tất cả các hoạt động giao thương đều hỏng hết. Chỉ cần nhìn những con số là bao nhiêu doanh nghiệp đã phá sản thì chúng ta có thể thấy được cái mức độ nghiêm trọng của nó là như thế nào. Rồi chúng ta có thể thấy được là không chỉ là doanh nghiệp phá sản, và cái tỷ lệ tăng trưởng của trong cái quý vừa rồi là âm bao nhiêu phần trăm, và chúng ta có thể thấy rõ ràng. Cho nên đây là việc chẳng đặng chẳng đừng, và thủ tướng ra quyết định một cách cực kỳ dũng cảm. Và tôi chắc chắn rằng là đợt tới ở trên những diễn đàn ở quốc tế, kể cả những cái phần tử chống phá cộng với cả là một vài người ở trong nước, thế nào cũng đưa ra những cái nhận định. Nhưng mà họ phải hiểu rằng là trong những cái thời điểm quyết định sinh tử của đất nước thì một quyết định quan trọng được đưa ra, một quyết định dũng cảm và không đặng không đừng, nó là quy luật thì phải nên được ủng hộ. Và tôi ủng hộ Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cái quyết định cực kỳ dũng cảm này. Nhưng tôi cũng rất lo cho Thủ tướng, bởi vì rằng là kiểu gì cũng có nhiều người sẽ nhân cái cơ hội đó để trục lợi về chính trị. Thì tôi cũng mong rằng mọi người khi mà tôi cũng mong rằng là chỉ mong rằng thôi, không có đề nghị gì cả, đúng không? Thì mong rằng là các vị cán bộ, các vị lãnh đạo khi mà quyết định như thế này thì chúng ta cũng đồng nghĩa chấp nhận cả những cái rủi ro nữa. Và cái quan trọng rằng là chúng ta phải quản trị được cái rủi ro đó. Và tôi cũng rất mong muốn chúng ta bây giờ đi lại thoải mái rồi nhưng vẫn giữ đầy đủ 5K rồi là mấy T như vừa rồi là làm đó. Và chúng ta phải thích ứng sống, bởi vì không còn cách nào khác cả. Một số bác thì sợ dịch bệnh, nhà tôi cũng có rất nhiều người sợ dịch bệnh và không ủng hộ cái quyết định này. Nhưng mà tôi nói chia sẻ với các bác là nhiều người ủng hộ, nghĩa là muốn phong tỏa, là bởi vì thứ nhất những người đấy là cũng có bệnh nền và già cả rồi,
Cái thứ hai nữa là cái cuộc sống tài chính ổn định, cho nên cứ ngồi để mà ăn chơi, nghĩa là ăn tiêu không thì cũng chẳng hết tiền được. Nhưng mà với nhiều người, xã hội thì muôn vàn tầng lớp mà, nhưng mà với những cái tầng lớp bị bần cùng hóa trong xã hội thì họ mong chờ cái này, nó gần như là mong chờ sự sống vậy. Bởi vì với họ nhiều khi dịch bệnh chưa làm cho họ chết, nhưng cái đói đã làm cho họ khổ sở, sống cũng không bằng chết. Thế cho nên đây là cái quyết định dũng cảm, và tôi nghĩ rằng đây là một quyết định lịch sử của Thủ tướng, và sau này người ta cũng sẽ nhớ lại cái quyết định này để thấy rằng là Thủ tướng đã chấn chỉnh các ủy ban nhân dân tỉnh như thế nào ở trong thời điểm dịch bệnh, và dám đưa ra một cái quyết định dũng cảm như thế nào ở trong cái thời điểm then chốt như thế này, đúng không ạ? Và có những doanh nhân họ không, họ vẫn miệt mài góp ý cho chính phủ, cho đất nước bằng cái tấm lòng của mình, thì chúng ta cũng rất là ủng hộ. Chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam, chúc mừng các bác nào là doanh nhân, thì các bác hãy hãy học cái đạo đức, về đạo đức kinh doanh và đạo đức thứ nữa, đừng như là anh Lê Dương Bảo Lâm mà sáng nay tôi đã đưa ra đấy, về như thế thì không ổn tí nào, đúng không ạ? Tôi đều lan man chia sẻ với các bác như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.